24. Làm gì vậy? Bí mật quá. Đừng nói gì, nhắm mắt lại, đi thẳng phía trước, sang trái một chút. Mắt cô ta, đừng tháo, đừng tháo mà. Đã nói đừng tháo rồi mà, xem đang sợ chứ kìa. Thả lỏng chút, giống như bình thường vậy. Không, rõ ràng lúc nãy đi rất tốt. Sao hả? Cứ muốn ta ôm nàng à? Giờ thử xem. Thử xem. Đúng, cứ như vậy. Thế nào? Trông có vẻ không sợ nữa. Vậy chúng ta chơi một trò chơi thú vị nha. Đi. Không phải, Phó Cửu Dân, có phải chàng điên rồi không? Cao như vậy rơi xuống thì phải làm sao? Nàng đó chính là biến hóa để ta ôm nàng. Ta không có. Còn cứng miệng. Quá. Thúc thúc, giúp con thả đèn trời được không? Được. Quyền Châu, công chúa điện hạ, thay lễ cũ của Đại Ly, tử thần về rồi. Sau Tết Trung Thu đang nói chuyện với mấy người đó. Chuyện của chúng ta, mau vào đi. Chuyện này liên quan đến vận mệnh. Mỗi năm qua đi đều là do hoàng đế chủ trì, nghinh đế thần tiến bài vị, hoàng hậu ở bên cạnh phụ giúp. Hiện giờ dân nước đang biến đổi, những thứ về nghi thức càng lên thần trọng. Tế thiên đúng là chuyện lớn của nước nhà, nhưng ta chỉ là công chúa trên danh nghĩa, không phải họ hàng thật sự. E là không đúng phép tắc. Công chúa của ta hương thủ sân trọng như vậy, mấy ngàn ly dân, còn ai có thân phận được tôn trọng như cô? Tế trời trên danh nghĩa thuận theo ý trời, thực tế là an định lòng dân. Hiện giờ người là công chúa duy nhất của Đại Ly quốc, con dân Đại Ly hàng ngàn năm nay đều liên quan đến người, tất nhiên là sẽ hợp tình hợp lý. Vậy sao? Trong quá trình làm chế cũ, công tư giác tiên đều là hoàng đế, hoàng hậu đến trữ quân và trữ phi. Nhưng mà tiếc là bây giờ, nhưng mà lão tổ tông có truyền lại một hình thức, chính là có thể lập một người cùng nhau giải quyết. Nhưng mà công chúa điện hạ chưa có hôn ước, không biết có để tâm hay không. Tướng quốc đại nhân, ngài đừng nói vòng vo nữa. Đối hương thủ to như vậy, còn ai thích hợp hơn tử thân? Quá ra là chỗ này cảm giác cưỡi mây đạp gió. Vui không? Nhìn bên kia kìa, ngôi sao sáng thật đó. Nếu thích, ta sẽ hái nó xuống. Thank you.
quá ra trên trời là sáng nhất, không phải là ngôi sao mà là đèn của chàng. Ta lại thấy sáng nhất trên bầu trời này là đôi mắt của nàng. Tiểu Bạch, của dân đại nhân, có một đứa bé bị hút linh lực rồi. Cái gì? Theo như lão thần thấy, thời gian này tử thần đi cùng công chúa Điện Hạ. Tất nhiên ta thấy vẫn là thích hợp nhất. Đúng vậy, quyền trong của chúng ta nhân duyên với tử thần rất tốt, vốn dĩ sâu đậm, tất cả là sự sắp xếp tốt nhất. Di thần tả tử thần nguyện giúp đỡ công chúa cùng xử lý việc này. Công chúa, công chúa, công chúa, hai vị đại nhân trong tông có yêu yêu quái phá hoại bừa bãi, làm bị thương rất nhiều người. Mà đi xem đi. Ta đi xem. Đi đi. Chính là hắn. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, nó đã bị hút hết linh lực rồi. Xuyên Nhi tránh ra. Tiểu Hoa cuối cùng cũng tỉnh rồi. Là ai làm vậy? Vội vã hấp thu tinh lực của người khác còn có thể là ai? Sơn chủ, Xuyên Nhi chăm sóc cho Tiểu Hoa. Ta và Tiểu Bạch đi xem thử. Đi. Được rồi, chạy mau đi, yêu quái tới. Cứu giới, mau lên, mau đuổi theo. Đi đi, mọi người đi mau. Đi đi, mau xuống đây. Đi mau, chạy mau, chạy mau đi, chạy mau lên. Bạn nhỏ không sao chứ? Đi mau lên, mau lên. Đằng sau có một con kênh nhỏ, mọi người đến đó đi. Mau đi thôi, chạy đi. Cẩn thận. Quyền Châu, không sao chứ? Không sao. Quyền Châu, mọi người không sao chứ? Không sao. Không bị thương chứ? Không sao. Dân chúng đại ly đã chạy hết rồi. Rốt cuộc yêu vật phương nào tác quái? Tiểu Bạch bảo vệ công dân đại ly, ta đi hạng yêu. Đi đi, đi. Sợ hãi đi, tức giận đi. Dựa vào sức đám kiến các ngươi cũng dám nhục mạ tiên chủ ta. Hôm nay ta khiến các ngươi cũng phải nếm thử mùi gì bị hủy hoại gia viên. Ta cho rằng ngươi đã mất hết toàn bộ công lực, không ngờ lại còn có thể gọi được yêu quả. Tại sao làm vậy? Cổ dân, ngươi cũng là thần tiên, những phạm nhân này dám nhục mà ngươi có thể nhịn được. Lúc đầu ta thấy ngươi có tham niệm, nhưng lại là một con người rất thuần lương. Không ngờ ngươi là vì tu vi của mình cả một đứa trẻ cũng không chừa. Ta nhất định phải vì dân diệt trừ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tha cho ta đi. Tha cho ta, ta nói ngươi biết một bí mật. Ngươi đi tìm Thanh Vấn Thạch, ta biết nó ở đâu. Ở đâu? Quả sơn khẩu dùng cực bắc, quen chưa? Trước đây ta không nói cho người biết,
Một là ta muốn ngươi và Linh Đăng đều ở lại bên cạnh ta. Hai là ta lo cho ngươi. Ta lo ngươi đến đó sẽ chết ở đó. Nếu ông dám lừa ta, ta cũng có thể giết ông Dư Thường. Ta đã thế này rồi, ta còn dám lừa ngươi sao? Ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi. Chất đất cổ quái có thể hấp thu tất cả năng lượng của tất cả bảo vật trong tam giới, sinh trưởng ở nơi chí dương chí âm, ở trường quả sơn khẩu ở cực bắc, những nơi khác ngươi có phải đều đã tìm hết rồi không? Cửu Dân, giờ ta nghĩ rõ rồi. Hai chúng ta cũng từng là sư đồ, cũng từng là bằng hữu. Chuyện này ta đều nên nói cho người biết. Cửu Dân, Cửu Dân, ngươi tin ta đi. Nếu ngươi không tìm được Thanh Quách Thạch, Nam Man Yêu Dương sớm muộn cũng sẽ tìm đến ngươi, sẽ tìm đến núi Hương Thủ, tìm đến cô nương đó, còn con dân đại ly của cô ta nữa. Đến lúc đó, ngươi nghĩ tỏa linh đinh còn có tác dụng không? Quan Nhân Thượng Tiên năm xưa có pháp lực vô biên, không phải cũng không thu phục được hắn sao? Chuyện này ngươi không thể kéo dài. Giết Yêu Dương là di chí của sư phụ, ta đương nhiên sẽ đi ngay. Nhưng mà con dân đại ly ta cũng sẽ bảo vệ. Ngươi không được động tới họ. Ta hứa, ta lên núi Thanh Tu. Núi Hương Thủ này ta cũng không có gì để lưu luyến nữa. Dập lửa đi. Bỏ Cụ Dân, đây đều là số mệnh của ngươi. Cho dù ta không nói cho ngươi, ngươi cũng không trốn được. Gì chứ? Lẽ nào con không biết sư phụ hôm nay phải rời xa con rồi? Mà cô Cửu Dân là của sư phụ cho. Sư phụ muốn cháy, Cửu Dân lại càng phải cháy hơn. Đang muốn ăn cá chép hồng, cá chép vàng, cá chép hoa hay cá chép xanh? Muốn ăn lừa. Muốn ở trên núi Hương Thủ, con trai lao động, con gái chăm sóc người nhà, bình an. Cùng ai? Chàng đó, sáng nhất trên trời này, là đôi mắt của nàng. Ai nói ta muốn khóc? Có gì như vậy sập vào mắt ta? Để ta thổi cho. Không cần chàng thổi. Không còn Linh Đăng nữa rồi. Ta không làm được việc gì tốt cả. Được rồi, Yêu Dương Nam Mang sớm muộn gì cũng có ngày tìm được ngươi, tìm được nước Hương Thủ, tìm được cô gái đó.
Cha em về rồi. Không sao chứ? Không sao. Còn nói mình là cái gì Đại La Thần Tiên, mình có tâm sự cũng giấu đi sao? Sao không nói với ta được sao? Ta có gì giấu nàng được chứ? Nhưng ta luôn thấy chàng rất lạ. Ta biết rồi. Không phải là bởi vì ta thơm chàng, chàng liền không kiềm chế được, cảm thấy khẽ rung động, nên tim liền đập thình thịch đúng không? Khẽ rung động à? Là vô cùng đó chứ. Được rồi Xuyên Nhi, nàng về nghỉ ngơi sớm đi. Tên Mi Sơn còn muốn ta tìm rượu uống. Được rồi, chàng đi đi. Ngoan ngoãn đợi ta. Bây giờ linh đăng đã ở trong tay ta, chỉ cần tiêu diệt phó phủ dân ngươi, còn có ai ngăn cản được ta thống nhất tam giới? Quả Sơn khẩu đây không phải là nơi. Không đúng, không đúng, không đúng. Cực Bắc Chi Địa Quả Sơn khẩu ta tìm không ra. Chí Âm Chí Dương, vậy có khả năng có Thanh Quách Ngọc. Cho dù là thật hay giả, Sơn chủ nói không sai. Đây là vận mệnh của ta, ta không thoát được. Không thoát được thì phải trốn. Trốn được chứ. Trên thế gian này muốn giết Nam Mang Yêu Dương không chỉ có mình huynh. Đợi chút, ta có thể đợi như nàng ấy không thể. Nam Mang Yêu Dương sớm muộn cũng sẽ tới tìm ta. Quyết định vậy đi. Với bộ dạng bây giờ của huynh kìa, nếu đi đến chỗ đó có về được không? Ta không được thì huynh đi. Ta không phải có ý đó. Ta cũng không có bản lĩnh đó. Tình hình bây giờ cấp bách, e rằng đây là cơ hội duy nhất của ta. Ta nhất định phải đi một lần. Được rồi, qua đây. Vui vẻ lên một chút. Cứ coi như tiễn biệt ta đi. Huynh đó, lúc đầu sống chết gì cũng ngăn cô ấy đi tìm linh đăng, không cho lập khế ước. Bây giờ là vì cô ấy mạo hiểm bản thân, không cần tính mạng luôn. Đây có lẽ là vì như huynh nói vậy. Từ lần đầu ta nhìn thấy nàng ấy thì vận mệnh của nàng ấy cũng thay đổi gì ta. Ta phải chịu trách nhiệm chứ. Nào, ta đi với huynh. Huynh, huynh theo ta vậy thì được rồi, đừng nói nữa. Ta không thể nào nhìn huynh vào chỗ chết một mình. Nhưng bọn ta không cấp xuất phát, phải quay về lấy chút đồ. Tiến vào Quả Sơn, có ta ở đó, như vậy huynh không có chết dễ dàng như vậy. Đa tạ. Cảm ơn thì miễn đi. Tự phạt một cái. Mọi người, chúng ta làm nhanh chóng lên, vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm xong. Tranh thủ làm xong cho sớm đi. Xem cái này được chưa? Được rồi. Đàm Xuyên, lát nữa nhớ mang cái này đến đây, đừng quên đó. Ngồi
lập cũng rất tốt. Sao chàng tới đây? Tới thăm tiểu cô nương của ta. Sao đã biến thành thợ mộc rồi? Phòng bếp hết củi, ta tới đây lấy củi, thuận tiện giúp đỡ một chút. Có củi nhân đầy nhân đại giá quang lâm, tìm ta có chuyện gì? Nói đi. Đàm Xuyên, qua đây giúp đi. Tới ngay, chút nữa rồi nói. Xuyên Nhi. Cụ dân, Tiểu Bạch, huynh không có gì muốn nói với ta sao? Huynh đến tạm biệt cô ấy đúng không? Chuyện lớn như vậy, huynh không dám nói với cô ấy thì thôi. Sao đến ta huynh cũng không nói? Tối qua ta không ngủ được, huynh biết không? Được rồi. Cử dân, đưa ta đi với. Huynh rõ ràng biết rằng nơi đó không đi được, vậy mà vẫn lo lắng cho ta. Huynh, Tiểu Bạch của ta trưởng thành rồi. Tiểu Bạch của ta ở lại chăm sóc cô ấy thay ta, như vậy ta mới có thể yên tâm được, không phải sao? Nhưng mà được rồi, ta muốn ở một mình một lát. Lau nước mắt đi. Xích đâu? Xích đâu rồi? Đưa đây. Để đây đi. Quyền Châu, công chúa xin lỗi. Trơn quá. Trơn quá, không sao chứ? Không có chuyện của người nữa, đi đi. Quyền Châu, chứ không sao chứ? Không sao. Đứng lên không nổi, còn nói không sao. Ai bảo đứng không nổi? Ta đứng lên được. Được rồi, được rồi. Lên đây. Quynh làm gì vậy? Thả ta xuống. Ta đưa công chúa đi trị thương. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Dạ. Có phải tối qua bị thương rồi không? Cũng không nói với ai. Nếu như không phải chuyện hôm nay, có phải muội sẽ nhịn không? Quyền Châu, mùi nặng hơn rồi. Có sao? Lừa mùi đó. Sao mùi không nói gì thôi? Cha ta đã quyết định ngày diễn ra điển lễ 25, các thợ sửa cũng chậm hơn, bởi vì tu sửa linh bài của tổ tiên cần chút thời gian. Còn nữa, đường sông đào xong rồi, quán tiệc rất thuận lợi, học đường cũng sửa xong. Lúc này mấy đứa trẻ chắc đang học. Quynh cổng ta đến báo cáo công việc với ta thôi sao? Ý ta là không đến một tháng mà đã hoàn thành nhiều việc như vậy. Mệt không? Không mệt. Sau này đừng cố mạnh mẽ trước mặt ta. Đừng quên, ta luôn ở phía sau muội. Tử thần, đi mau, muội không đi.
mình phải khiến hắn trả giá. Tử thần, hôm đó huynh... Cái gì? Không có gì. Đưa ta xem. Vết thương nứt ra rồi. Để ta. Có đau không? Tử thần, hôm đó huynh thật sự muốn đi cùng muội tham gia đại lễ tế trời sao? Đúng vậy. Là họ gây áp lực cho huynh, huynh mới đồng ý. Không có. Vậy là huynh muốn đi cùng muội thật, cùng tham gia tế trời. Cái khăn này ngắn quá, ta đi tìm Lan Trung. Nào, bám chắc. Để đây là được rồi. Cô nương, cô xem khúc gỗ này, chất liệu có cái mềm, cũng có cái cứng ráp. Cái cứng này hoa văn tinh tế, gọi là gỗ cứng. Dẫn đao này mà có lực sắc bén, đao đao tương phù, sảng khoái mà không chán. Đây mới là công pháp cơ bản. Công chúa Điện Hạ, ta vừa hay đi ngang qua đây để xem những thứ tế lễ chuẩn bị thế nào rồi. Bẩm công chúa, các vũ khí lớn nhỏ đã chuẩn bị kha khá. Có điều linh vị của tổ tiên chỉ còn lại bia điều khác thôi. Sao ngươi chạy đến đây? Đạp cô nương chân thật nhiệt tình đã giúp ta chuyển nguyên liệu. Cô ấy rất ham học hỏi, bảo là phu già cho chút điêu nghề. Phòng bếp vẫn còn chuẩn bị bữa tối. Nếu công chúa không còn việc gì, tiểu nhân xin cáo lui. Sao vậy? Đối với việc của mình cũng có trách nhiệm đó. Tiểu nhân chỉ là làm tròn trách nhiệm. Xin công chúa tha tội. Cũng được thôi. Thân cô thế cô, nhìn cô là một người dân bình thường, trở thành một người khắc khổ như vậy mà còn muốn đến đây học. Vậy là ta thân là công chúa, phải thưởng cho cô một cơ hội thật tốt mới đúng. Lão sư phụ, trong bài vị của tổ tiên, tên của đích nữ đã khắc chưa? Bẩm công chúa giận chưa? Đưa cho cô ấy khắc đi. Ta ngược lại muốn xem cô có thể đối với chuyện của mình mà phó thác trách nhiệm không. Linh vị của tổ tiên này hay là giao cho thợ có tay nghề cao làm, để họ thống nhất đi. Tiểu nhân chỉ sợ kỹ thuật chưa thông, xảy ra sơ suất. Cô ngược lại thì cũng rất khiêm tốn. Sợ là cô ngoài việc làm công chúa ra thì những việc khác đều có thể hoàn thành xuất sắc. Nào, đưa bài gì cho cô ấy khác. Cô nương, vì đích nữ quá cố mà ngoan ngoãn khắc đi. Đàm Xuyên, Tiểu Xuyên. Đàm Xuyên, Tiểu Xuyên. Xuyên tỷ, Tiểu Xuyên. Xuyên nhi. Đàm Xuyên. Xuyên nhi, sao lại không cẩn thận vậy?
Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đúng rồi, bữa sáng chàng định nói gì với ta sao? Không có gì, chỉ là gương của ta mất rồi, nên muốn mượn gương của nàng thôi. Không phải chàng có Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch, gương của Tiểu Bạch để chiếu yêu, làm sao có thể chiếu ra sự phong trần tuấn lãng của đại nhân ta chứ? Có biết xấu hổ không vậy? Vì ngại quá nên mới không nói ra miệng được. Dù sao ta cũng không cần nữa, cho chàng. Mặc dù ta không cần nữa, nhưng đây cũng là bảo vật của Đại Ly, chàng phải giữ gìn thật kỹ, đừng để mất. Yên tâm đi. Nhận lấy đi, ta sẽ giữ nó đến khoảnh khắc cuối cùng. Không có gì, ta giúp nàng, không cần đâu, ta tự làm. Nếu buồn ngủ thì về phòng ngủ đi. Ta buồn ngủ rồi, không đi nổi nữa. Vậy chàng, miệng thì nó không muốn, mà cơ thể thì muốn nằm, thịnh tình khó chối. Xuống đi, xuống đi mà, chàng mau xuống đi. Được thôi. Phó của dân, chàng làm gì vậy? Ta đã không còn là năm đó nữa đâu, ta cũng đâu có sợ chàng. Nàng không sợ ta nữa, vì vậy ta mới phải xem chốc nữa nàng định đối phó với ta thế nào. Qua đây, qua đây đi. Thật sự cứ muốn ở bên nàng mãi thế này. Chàng có thể cứ ở mãi bên ta như thế này mà. Chuẩn bị xong chưa? Đi nào.
Tiểu Bạch, Phó Cổ Dân đâu? Huynh ấy đi rồi. Đi rồi. Đi lúc nào vậy? Bao giờ quay về? Lúc nào quay về? Nếu ta biết thì tốt rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có. Huynh ấy đi làm việc thôi mà. Bảo ta chăm sóc cô. Vì chàng ấy. Cực khổ, chậm thôi. Nào nào nào, báo này đặt ở trên đài. Còn cái trống này nữa, đặt bên này. Bàn đặt ở đằng trước. Ở chỗ này. Bên này. Khả bẩm công chúa, còn chưa tới một canh giờ nữa, tế thiên đại điện sắp bắt đầu rồi. Tử thần đại nhân đâu? Đại nhân đến ngưng bích điện đốc thúc việc chuẩn bị. Được. Cái này không nên để nàng làm. Quyền cho biết chuyện chắc sẽ hiểu. Tân Ly bắt đầu, mọi chuyện phải xử lý thỏa đáng. Hiện giờ thì sao? Về từ Hương Thủ Sơn đến Tế Điển, nàng tâm cam một lòng muốn chạy trốn sao? Dù tao trốn chạy hay không, để nữ trong lòng của mọi người chỉ còn là một miếng linh bài thôi. Trong lòng ta không phải là một miếng linh bài. Nàng là một người sống sờ sờ. Nàng đang đứng trước mặt ta. Nàng còn nhớ đế nữ trước kia không? Dù có là tạp dịch nhỏ ở Hương Thủ Sơn, cũng sẽ đốt nhang tắm gội. Làm chuyện gì cũng đều có nguyên tắc của mình, không cam tâm với thú vui của bình dân. Bởi vì nàng ấy biết, người phất lên ngọn cờ Đại Ly chỉ có nàng ấy. Quả nhiên trong lòng của ngài, cô ta mới là đế nữ. Đi thôi, tới Tế Thiên Đại Điện.